sốc với màn đỏ sắc của Sungka cùng Hà Môi, Misty và Louis Phạm. Wong Bao vành môi khẳng định, tôi từng là kẻ thứ ba. Làm tổng lead Sungka ngay trên sóng, chiến thần livestream chưa kịp giới thiệu đã hết hàng trong chớp mắt, điểm danh những sau việc dính scandal ngoại tình và các kết quả báo nhãn tiền. Sốc với màn đỏ sắc của Sungka cùng Hà Môi, Misty và Louis Phạm, khán giả liên tục đặt ra câu hỏi đây là Sungka sao? Mới đây trên kênh TikTok cá nhân của mình, cô nàng Misty vừa có màn livestream trăm tỷ cùng với vô số những khách mời bí ẩn. Trong đó có sự xuất hiện của Sungka, khi vừa bước vào cô nàng đã khiến khán giả sốc tận ốc vì chiếc nhan sắc quá khác lạ so với trên TikTok. Đến khi Hà Môi và Louis cùng ngồi vào bàn với Sungka, ngay lập tức đã tạo nên màn đỏ sắc giữa những cô nàng hot tì ke. Được biết Sungka từng làm mưa làm gió trên nền tảng TikTok nhờ vào khả năng nhảy trend cực đỉnh kết hợp với chiếc nhan sắc xinh đẹp của mình. Nhiều người đã cho rằng Sungka là vợ quốc dân của mình, cô nàng từng được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc Đông thành viên nhất Việt Nam, SGO48. Sau khi nhóm nhạc SGO48 tan rã, Sungka ít khi có cơ hội thể hiện tài năng ca hát. Cô lựa chọn chuyển hướng trở thành hot girl mạng, gây chú ý với những điệu nhảy tạo trend. Hiện tại, Sungka chưa có ý định quay trở lại sự nghiệp ca hát. Cô nàng tập trung phát triển bản thân, tìm kiếm cơ hội để khẳng định tên tuổi trong lòng dân mạng. Mỗi người đều có nét đẹp riêng, cô nàng này cũng không hề kém cạnh gì so với Louis và Hà Môi đâu nhé. Thay đổi một cái là khiến các anh em đổ đứa đừ liền. Wong Bao vành môi khẳng định, tôi từng là kẻ thứ ba. Tiểu Tam lên tiếng nhưng khán giả bỏ qua vì quá ngắn ngẩm. Quay mặt với khán giả trong vai trò là diễn viên và một TikToker, An Bao vành môi khiến nhiều người bất ngờ khi bất ngờ chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát khi kết hợp cùng Dân, cựu thành viên nhóm nhạc Zero 9. Cũng trong chương trình, cả hai đã chia sẻ câu chuyện An Bao là người thứ ba và đã giành giật bạn trai hiện tại. Cụ thể, cựu thành viên Zero cho hay, bạn người yêu cũ kia bị nhiễm HIV vì không chung thủy. Thời điểm đó, An Bao đã an ủi em và muốn em đưa ra lựa chọn. Nhưng An Bao không hề giành giật mà chỉ nói nếu anh muốn có cuộc sống tươi sáng hơn thì em luôn chờ anh. Được biết trước đó diễn viên An Bao vành môi đã công khai hẹn hò với ca sĩ Jane, cựu thành viên nhóm nhạc Zero. Cặp đôi liên tục phát cẩu lương trước mặt rất nhiều đồng nghiệp và anh chị tiền bối. Thực ra cặp đôi là đôi bạn diễn rất ăn ý trên sân khấu kịch cánh nhỏ qua hàng loạt vở diễn đam mỹ, nhưng cả hai chưa một lần tiết lộ về mối quan hệ thực sự. Con số 5 năm thực ra trải dài từ khi Jane còn là thành viên của nhóm nhạc Thị Phi Zero nên cả hai rất kín tiếng vào thời điểm mới hẹn hò. Nhưng chỉ được một thời gian thì chia tay. Điều đó lý giải vì sao An Bao và Jane rất bạo dạn trong việc thể hiện tình cảm, vì 5 năm để giữ nhau trong lòng là một điều không dễ dàng. Cả hai đều đã từng chứng kiến đối phương yêu và người khác trong khoảng thời gian dài trước khi chính thức đến với nhau thực sự. Đàm tổng lead Sungka ngay trên sóng bùng nổ thảo luận về nhan sắc. Phiên livestream Thị Phi nhất lúc này. Vừa qua, phiên livestream của Misty thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi quy tụ dàn khách mời toàn gương mặt hot TikToker hiện tại như Viên VV, Linh Ngọc Đàm, Sungka, Ngân Hà. Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là lúc Sungka xuất hiện. Theo đó, lúc này Linh Ngọc Đàm cũng vừa kết thúc phần của mình nên vẫn xuất hiện trong live để giao lưu với khách mời mới. Xong, cũng từ đây mà thái độ của Đàm tổng khiến dân tình nghi ngờ cô đang soi đàn em và có ánh nhìn không quá thiện cảm. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng gương mặt của nữ streamer vốn dĩ được cho là lạnh lùng nên dễ gây hiểu nhầm. Bởi trước đó khi Sungka xuất hiện hay thể hiện vũ đạo, Linh Ngọc Đàm cũng rất vui vẻ, hào hứng vỗ tay. Bên cạnh đó, nhan sắc của cả hai cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều người khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của Linh Ngọc Đàm, trong khi Sungka lại gây tranh cãi với vẻ ngoài có phần khác lạ so với hình ảnh trên mạng xã hội. Trước những bình luận về nhan sắc, Sungka đã lên tiếng giải thích rằng thời gian gần đây cô bị tăng cân nên khi lên hình không thực sự có hình ảnh ổn định. Ngoài ra, hot TikToker cũng cho hay cô vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Chiến thần livestream chưa kịp giới thiệu đã hết hàng trong chớp mắt. Chủ kênh TikTok tuyên bố đạt 85% doanh thu chỉ trong 2 tiếng. Phiên mega livestream của Võ Hà Linh đang gây chú ý khi thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chốt đơn trong tối ngày 15 tháng 5. Cụ thể, phiên bán hàng trực tiếp của Chiến thần livestream bắt đầu từ 20 giờ với hàng loạt mặt hàng đến từ các ngành hàng mỹ phẩm, gia dụng, đồ điện tử, thời trang. Các sản phẩm trong phiên live được giảm giá 30-70%, kèm deal shop, kèm voucher, free ship, giảm giá khi mua combo cùng nhiều quà tặng. Võ Hà Linh cho biết ngay khi mới bắt đầu mega livestream ngày 15 tháng 5, đã có hơn 150.000 người xem. Chính vì lượng người xem và chốt đơn liên tục, nhiều sản phẩm trong phiên live hết hàng dù chủ kênh chưa kịp giới thiệu và cũng dẫn đến sự cố lỗi giỏ hàng. Võ Hà Linh có động thái bảo vệ khách hàng khi nhiều lần nhắc bộ phận kỹ thuật khắc phục lỗi để người xem có thể mua hàng. Một số khán giả theo dõi dự đoán mega livestream hoàn toàn doanh thu tiền tỷ, thậm chí lên đến con số chục tỷ bởi tốc độ hết hàng nhanh trong chớp mắt của phiên live. Tính đến thời điểm 21 giờ 45 phút, phiên live ghi nhận 20 triệu lượt thích từ người xem. Võ Hà Linh tuyên bố sau 1 tiếng 45 phút livestream,
cô đã đạt 85% doanh thu cam kết với các nhãn hàng nên phiên live có thể kết thúc sớm hơn so với dự kiến là 1 giờ sáng. Điểm danh những sao Việt dính scandal ngoại tình và các kết quả báo nhãn tiền. Vỡ nợ chục tỷ. Ở ẩn không còn đi hát như trước. Vợ chồng không còn sống chung. Quách Ngọc Hoang, từ ồn ào với vợ cũ đến lấy nữ đại gia hơn 9 tuổi và vỡ nợ. Quách Ngọc Hoang sinh năm 1986, được khán giả biết đến là nam diễn viên điển trai với chiều cao ấn tượng 1,85m. Sau khi đoạt giải bạc tại cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2008, Quách Ngọc Hoang trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn chú ý và mời đóng phim. Trái với sự nghiệp thăng hoa, tình trường của nam diễn viên lại vướng nhiều trắc trở. Quách Ngọc Hoang và Lê Phương từng có cuộc hôn nhân đầy sóng gió kéo dài 3 năm. Cả hai về chung một nhà hồi tháng 3 năm 2012 và chính thức đón con trai đầu lòng sau đó không lâu. Thời điểm đó, Quách Ngọc Hoang và Lê Phương được xem là cặp vợ chồng đẹp đôi của làng giải trí Việt. Sự nghiệp của cả hai cũng lên như diều gặp gió. Sau 2 năm chung sống và có một con trai chung, Lê Phương và Quách Ngọc Hoang tuyên bố đường ai nấy đi. Lê Phương khẳng định lý do hôn nhân tan vỡ là vì Quách Ngọc Hoang cờ bạc, bỏ bê con cái và qua lại với người phụ nữ khác. Qua những lời tố của Lê Phương, người phụ nữ này được xác định là Phượng Chanel, một người khá quen thuộc với nhiều người trong giới showbiz. Sau khi ly hôn vợ cũ, Quách Ngọc Hoang có mối quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Phượng Chanel, hơn anh 9 tuổi. Mối tình lệch tuổi kèm những ồn ào trước đó đã khiến chuyện tình của cặp đôi vấp nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Phượng Chanel bất ngờ xác nhận đã chia tay Quách Ngọc Hoang sau 7 năm bên nhau. Nữ doanh nhân tiết lộ cả hai kết thúc trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con gái chung. Mới đây, Quách Ngọc Hoang thông báo vỡ nợ. Đại diện nam diễn viên cho biết hiện anh phải gồng gánh số nợ lớn mỗi ngày. Hiền hồ với scandal tình ái anh em nương tựa, sự nghiệp lung lay khi bị khán giả đồng loạt quay lưng. Tháng 3 năm 2022, tên tuổi Hiền hồ phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội, truyền thông báo đài vì bê bối đời tư. Loạt ảnh nữ ca sĩ tình tứ bên một đại gia U6 không đã có gia đình lần lượt được tung ra khiến công chúng xôn xao. Ban đầu, người trong cuộc liên tục phủ nhận mối quan hệ yêu đương, cho biết mình và Hiền hồ chỉ là anh em nương tựa. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc ôm ấp tại nhà riêng bị lộ ra thì mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Thời điểm đó, Hiền hồ hứng chịu vô số lời chỉ trích của dư luận, cho rằng cô là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Kèm theo đó, làn sóng tẩy chay nữ ca sĩ cũng rộ lên mạnh mẽ. Có thể thấy bê bối tình cảm đã khiến sự nghiệp của Hiền hồ lung lay, khó có thể trở lại như cũ. Gã đỡ màn ảnh Huy Khánh. Huy Khánh sinh năm 1981, được biết đến là nam diễn viên có ngoại hình điển trai, khả năng diễn xuất tốt. Chính vì thế, anh liên tục vào vai chính trong các phim như Dốc Tình, Chuyện Tình Xa Xứ, Cô Dâu Đại Chiến. Tuy nhiên, trái ngược với con đường nghệ thuật khá bằng phẳng, chuyện tình cảm của Huy Khánh vấp phải nhiều ồn ào thị phi. Thậm chí, nam diễn viên từng bị gắn mác là gã Don Juan của showbiz Việt. Năm 2005, Huy Khánh kết hôn với doanh nhân Lương Hoàng Anh, hơn anh 7 tuổi. Thế nhưng, không lâu sau đó, nam diễn viên lại vướng lùm xùm ngoại tình với bạn diễn, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Huy Khánh chia sẻ rằng cũng chính vì những ồn ào tình cảm mà sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng không ít. Nhiều năm sống độc thân nhưng vẫn bị gắn mác đào hoa. Năm 2012, Huy Khánh mới tái hôn với Mạc Anh Thư. Vợ hai của diễn viên Dốc Tình kém anh 5 tuổi và sở hữu nhiều danh hiệu nhan sắc như Á hậu 1 Hoa hậu Miền Hậu Giang 2017, Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008. Được biết Mạc Anh Thư từng bị gia đình ngăn cấm yêu Huy Khánh vì nam diễn viên đã có một đời vợ. Sau đó, cô còn nhận được nhiều lời bàn tán của dư luận vì có bầu với Huy Khánh khi chưa làm đám cưới. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, cặp đôi đã chứng minh cuộc sống êm ấm và hạnh phúc trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng mới đây khi mạng xã hội rộ nghi vấn anh ly hôn với vợ là Mạc Anh Thư, mọi chuyện xuất phát từ lúc bà xã của nam diễn viên thông báo cùng con gái sang Phần Lan. Trên trang cá nhân, anh Thư cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh ở nước ngoài. Ngoài ra, nữ diễn viên còn đăng một vài status ám chỉ bản thân cô đơn. Trong khi đó, Huy Khánh vẫn ở Việt Nam tiếp tục với các dự án nghệ thuật. Chính điều này đã làm rộ lên đồn đoán hôn nhân cặp đôi gặp trục trặc.